Em xin lỗi, mình đã nói hết với em. Chị quay trở về Hồng Kông vì muốn trả thù Trái Đình Quang. Chị không nhận em, không nhận lại má, bởi vì không muốn liên lụy cả nhà. Bây giờ em biết rồi, có lại gì cho em? Em làm ICAC nhiều năm qua, đột nhiên cảm thấy có những sự thật không biết còn tốt hơn là biết. Em không phải nói em, em đã nói chị. Nếu chị không biết được sự thật thì chị đã không cần phải một mình chịu đau khổ. Em cảm thấy công lý quan trọng thật, nhưng mà nếu như phải hy sinh chị đổi lấy công lý, em sẽ rất đau lòng. Kế hoạch của chị sắp thành công rồi, em nên mừng cho chị mới phải. Vui mừng? Bấy lâu nay em chưa từng cảm thấy vui mừng. Trong tim của em chỉ cảm thấy áy náy mà thôi. Nếu ngày xưa em không buông tay chị ra, chị đã không bị lạc tới Philippines. Chị không tới Philippines thì đã không một mình chịu khổ và cô đơn tới như vậy. Từ lúc em buông lỏng tay, chị đã một mình chịu đựng quá nhiều. Khi em tưởng tượng tới cảnh chị ngồi khóc mỗi đêm, không ai chăm sóc chị, không ai dỗ dành chị. Xin lỗi chị hai, đã để chị một mình ở ngoài. Hồi nhỏ ba rất thương chị, dù má thiên vị em, chị cũng không cảm thấy cô đơn. Nhưng tòa nhà bị sập, ba mình qua đời, chị thì mất một chân. Sau đó trải qua rất nhiều chuyện, qua nhiều năm, chị mới chính thức cảm thấy là mình cô độc. Nhưng chị cảm ơn những gì em nói với chị đêm nay. Em biết em kêu chị dừng lại chị sẽ không nghe, nhưng em hy vọng chị cho em cùng đi con đường này với chị. Bao nhiêu năm nay chị giữ khoảng cách giữa em và má, vì chị thật sự muốn em và má được sống thật yên ổn. Khi kế hoạch của chị chưa thành công... Vậy nếu nó không thành công thì sao? Thì hôm nay là lần cuối cùng chị em mình gặp nhau.